Thưa quý vị, câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng bàn về việc khó nhọc gìn giữ di sản phi vật thể trong cộng đồng. Chúng ta đang cố gắng xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và tại mỗi địa phương đều có những loại hình nghệ thuật truyền thống khác nhau cần được gìn giữ. Không ít hình thức sinh hoạt văn hóa được phong tặng danh hiệu di sản, đồng nghĩa là được cả nước và thậm chí là cả thế giới quan tâm để bảo tồn phát huy. Và thực tế là không có một môi trường nào tốt hơn, cũng không có một lực lượng nào bảo vệ giữ gìn hiệu quả hơn, đó là chính cộng đồng mà nó sinh ra. Song thực tế cho thấy là công việc này hiện nay vẫn còn đang hết sức khó khăn, và đó cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Tham gia liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính toàn quốc lần thứ tư, nhiều nghệ nhân hát then đã tâm sự. Dù mở nhiều lớp học và dạy miễn phí, nhưng vẫn có rất ít thanh thiếu niên tham dự. Có người đến hỏi học thì tôi mới dạy cho, mà dạy miễn phí luôn. Mà sẵn sàng dạy cho bất kỳ lứa tuổi nào. Nhưng mà thanh niên ở cái vùng ấy nó lại ngại. Với niềm say mê và mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình, những nghệ nhân vẫn miệt mài, cẩn mẫn, nghiên cứu và truyền dạy. Tuy nhiên, dường như đó chỉ là sự cố gắng từ một phía. Câu chuyện này dường như không còn xa lạ với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống khác. Bạch Vân thì cũng có đào tạo rất ít hiện nay, mà để đào tạo thì có bài bản ấy, thì phải có thời gian 4-5 năm nữa. Thì may ra còn... cách đây vài năm thì cũng hỗ trợ một số, thế mà thực sự thì để mà người kế tục thì quả thật là rất là hiếm, cực kỳ hiếm. Tại chính địa phương, khi lớp kế cận không mặn mà học hỏi nghệ thuật truyền thống của dân tộc, thì những nghệ nhân được coi là kho tư liệu sống đang ngày càng già đi. Kể cả riêng ở xã tôi, xã Tân An, Hòa, huyện Chiêm Hóa thì có mỗi bản thân tôi thôi. Là vì nói thật là các cụ ngày xưa người ta cũng biết hết. Nhưng mà bây giờ không may người ta đã đi hết rồi. Còn mỗi bản thân tôi thôi thì là bản thân tôi nghĩ thế này. Bây giờ mình cũng 70 rồi, nếu mà tuổi mụ được 71 rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như mình không truyền bá lại cho cái thế hệ sau thì không biết lúc nào mình đi. Nên nếu mình đi là hết. Những di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại được là nhờ phần nhiều ở sự cố gắng của những nghệ nhân. Phần lớn họ đều đang phải tự bỏ tiền và công sức, cũng như tận dụng mọi điều kiện mình có để truyền thụ kiến thức của mình cho thế hệ kế cận. Nghệ nhân hát quan họ Nguyễn Thị Kim Quýnh, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ Dương Xá Bắc Ninh, mở lớp học ngay trong chính không gian nhà mình. Chính bà cũng phải kêu gọi những người cùng tâm huyết như mình tham gia giảng dạy cho các em thiếu nhi. Thế nhưng bây giờ nếu mà mình không đi đến các làng, đi nói với các cụ truyền lại dạy, truyền lại những cái câu đó, mai kia các cụ mang đi, thì đấy là cái kho các cụ mang đi mất. Cho nên là phải khơi dậy từ cái kho của các cụ ở trong các làng, các xã. Thế ngược lại, bây giờ muốn mà truyền dạy được thì phải kế cận các cái thế hệ. Ví dụ như chúng tôi mai kia cũng lại như các cụ lại già đi, thì chúng tôi lại phải che già mang mọc, phải đào tạo từ cái lớp mầm non cho đến lớp trung tuổi và đến lúc cao tuổi mà cho đến các cụ nghệ nhân. Còn với ca nương nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân, để duy trì những hình thức sinh hoạt này, bà cũng đang phải tự bỏ tiền ra để trả một số lệ phí. Sau một thời gian nữa thì cũng phải trả tiền địa điểm và ví dụ chi phí điện nước, hiện nay là ban phố cổ đang giúp đỡ thời gian đầu. Và tất cả một mình Bạch Vân phải đứng ra lo hết. Đấy là sự thật, phải trả tiền diễn viên. Bởi vì người ta diễn viên người ta phải sống. Người ta xăng xe ở đâu, người phải đến với mình. Và hôm nay diễn viên đấy thì một mình Bạch Vân phải hát cả buổi. Diễn viên người ta đi vắng, người ta phải diễn chỗ khác. Thế nhưng hình thức ăn cơm nhà, vác tù và hàng tộc này chắc chắn sẽ không có hiệu quả lâu dài nếu không có sự vào cuộc hỗ trợ của nhà nước. Nhà nước phải quan tâm như thế nào, các cái ngành chức năng, chẳng hạn là Bộ Văn hóa, trên Bộ Văn hóa là chính phủ, đúng không, nhà nước, rồi là Viện Âm nhạc, rồi chẳng hạn Sở Văn hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố, đúng không, của các tỉnh thành, đặc biệt là của Hà Nội. Nhưng Bạch Vân đã cô đơn, và có lẽ cô đơn mãi mãi. Nếu tình hình này, văn hóa không sớm để mà chú ý mà đầu tư vào cái việc này có thể mất.
để gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống cộng đồng hiện nay, vai trò của các nghệ nhân là rất lớn. Nếu không có chính sách hỗ trợ cho họ, thì không chỉ một nét đẹp truyền thống dần mai một, việc xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cũng trở thành việc vô cùng khó khăn.